Nam em bị thanh tra mời lên làm việc sau livestream gây tranh cãi. Hoa Khôi Nam em thông tin đã nhận được thư mời lên làm việc từ thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh sau những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua. Tối ngày 26 tháng 2, Hoa Khôi Nam em đã livestream trên mạng xã hội thông báo cô đã nhận được giấy mời của cơ quan chức năng lên làm việc do liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi trong thời gian qua. Mình nhận được giấy triệu tập rồi. 28 tháng 2/2024. Có muốn coi thử giấy triệu tập không? Theo Nam em, buổi làm việc sẽ diễn ra ngày 28 tháng 2 để xác minh toàn bộ các tài khoản mạng xã hội của cô. Cô chia sẻ trong livestream, "Livestream quanh năm suốt tháng các bạn không bị gì hết. Tôi lên mỏ hổn có mấy ngày là mệt liền. Các bạn thấy mang tiếng làm nghệ sĩ có mệt không? Tôi quá mệt. Nếu được chọn lại, tôi thà như các bạn, làm người bình thường, không nổi tiếng để tự do ngôn luận." Nam em cũng gửi lời tạm biệt đến khán giả trong thời gian tới và mong khán giả không quên cô trong lúc tạm vắng mặt. Trước đó, Nam em nhiều lần livestream trên mạng xã hội, kể lại chuyện tình cũ của mình và bóc phốt nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ nổi tiếng. Cô chia sẻ một diễn viên thường xuyên sử dụng chất kích thích, đồng thời bật mí về một diễn viên từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới của mình. Dù không nêu thẳng đích danh tên các nghệ sĩ, nhưng khán giả dễ dàng đoán ra những người nam em đề cập là ai. Thông tin này gây những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, các diễn đàn sắc đẹp. Trong livestream gần đây, có sự xuất hiện của chồng sắp cưới của nam em và ca sĩ Duy Mạnh, người mẫu Quế Vân, với những phát ngôn khiến khán giả không khỏi sốc. Bây giờ mà chơi chị Vân với cả chú Mạnh gặp nhau chưa? Mình chơi lên mạng xã hội mình tránh va chạm, mình tránh kích động xã hội em ạ. Thế nào cũng không nên. Chị đi theo anh chú Mạnh. Đúng rồi, cái đấy là chính xác anh ơi, nhưng mà hòa nhập chứ mình không hòa tan anh ơi, đôi khi nó nghĩ mình nhu nhược quá, thích việc lắm anh ạ. Không, em ạ. Chị nghĩ là không bao giờ mình phải đấu với những cái tin nhắn ở tại chỗ này. Vì chỗ này là chỗ ảo. Em hiểu không? Mình chẳng biết người này là ai. Next. Nói chung là không để bị sự kích động đó mà những người gọi là những người yêu thương mình lại phải nghe, hiểu không? Đấy. Hôm nay mình anh em mình lên đây để gọi là chia sẻ những điều gọi là hay ho. Đấy. Vui mà em lên livestream trực tiếp đó. Mình mà cứ vừa nói chuyện với fan các thứ, mình cứ xưng bố với fan, rồi xưng bố tất cả mọi người đấy, nó không nên, em hiểu, nó cũng đúng không? Chiều ngày 22 tháng 2, tại buổi họp báo định kỳ tại Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, thông tin đã lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý về vụ việc liên quan đến Hoa Khôi Nam Em. Công an Thủ Đức xác minh vụ video gây ồn ào tại nơi ở của Hoa Khôi Nam Em. Mạng xã hội đang lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh la hét ồn ào được cho là nơi ở của Hoa Khôi Nam Em tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Theo thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với Nguyễn Thị Lệ Nam Em, 28 tuổi, quê Tiền Giang và một người đàn ông sinh sống cùng trong một khu dân cư ở phường An Phú. Nguồn tin cho biết, lý do làm việc với hai người này là vì tối hôm qua, ngày 26 tháng 2, tại nơi ở của hai người này ở phường An Phú, có nhóm người đi ô tô đến và hai bên xảy ra sự việc gây mất an ninh trật tự. Thôi, bời hữu cường, đừng có gây sự. Tỉnh táo và tỉnh lên. Trong quá trình xảy ra sự việc, Nam Em có livestream trên mạng xã hội của mình. Có thể thấy trong đoạn video, hai bên liên tục la hét gây mất an ninh trật tự. Nam Em liên tục gọi tên bạn trai, kêu anh vào nhà nhưng bất lực. Mày có nào biết một lần nữa? Tao hiện chỗ đây. Ok.
Cô nói cô đang nằm trong phòng, bỗng dưng nghe tiếng động lớn, chạy ra thì thấy rất nhiều người đứng trước nhà cô, cầm những cây kiếm nhật dài trên tay. Nam em liên hệ bảo vệ khu phố và công an khu vực xuống giải quyết. Cô hô to rằng cô đang livestream và thấy rõ mặt, thì nhóm người kia đã rời đi. Mấy đứa đó coi chừng á, tao có clip nha bay. Được cái tao có cái điện thoại nó lợi hại hơn tụi bay. Tụi bay dốt chỗ tụi bay cầm kiếm, tao cầm cái điện thoại tao quay clip được không? Tụi bay cầm kiếm, tao cầm clip, tao cầm điện thoại, tao có clip, tao có bằng chứng ta, ok? Tao có bằng chứng nên là đừng có núp lùm đợi tao nha. Tao có bằng chứng chuẩn bị tao gửi cho công an bây giờ nè. Tao có quen với ông thanh tra, tao gửi liền cho ổng luôn. Tụi bay tới số tụi bay rồi, quá dám qua nhà tao cầm kiếm là sao? Tao chắc chắn tụi bay đang có ở trong cái live của tao. Tao nói tụi bay biết, khôn hồn thì đi trốn đi. Đừng có qua nhà kiếm tao nữa nghe chưa? Không, tao gửi, không, tao sẽ gửi, tao sẽ cho công an điều tra tụi bay. Cho tụi bay cái tội mà dám qua nhà dùng hung khí với người khác. Tụi bay tới số tụi bay rồi. Nghiệp quật tụi bay. Công an cũng đang xác minh nhóm người đi ô tô đến nhà nam em, tiến hành các bước làm việc với nam em và những người liên quan để làm rõ. Trước đó một ngày, Nam Em và Hữu Cường đã gây chú ý khi cãi nhau ầm ĩ trên mạng xã hội. Trong phiên livestream, Hoa Khôi Nam Em và bạn trai liên tục bất đồng quan điểm. Hữu Cường nói bạn gái của mình có những điều rất tuyệt vời, nhưng có những điều không ổn. Anh nói cô mâu thuẫn khi lên mạng than khổ, kêu gào vì bị người ta bắt nạt, nhưng lại kêu anh đừng lên tiếng nói gì nữa. Về phía Nam Em, cô giải thích rằng cuộc sống của người nghệ sĩ phải chấp nhận như vậy, đặc biệt cô còn đang là đương kim Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long, vẫn còn đang đội vương miện. Anh hãy đợi ban tổ chức tìm ra người kế nhiệm, khi cô trả lại vị trí đó thì anh làm gì cũng được. Nam Em nói, khi cô vẫn còn đang làm nghề này, vẫn đang kiếm tiền bằng công việc làm người nổi tiếng, thì anh buộc phải chịu nhịn nhục như vậy. Cô nói nếu anh không muốn như vậy, thì anh kiếm tiền nuôi em đi, em chỉ ở nhà đang lên, vẽ tranh thôi, không đụng đến mạng xã hội nữa. Nếu đã xác định ở bên cạnh em thì phải chịu, còn nếu như anh không muốn bị chửi nữa thì anh làm đi làm kiếm tiền nuôi em đi. Anh đi làm kiếm tiền nuôi em ở nhà, em chỉ ở nhà em đang lên, em vẽ tranh thôi, em không xài tới mạng xã hội luôn. Còn bây giờ em vẫn đang đi kiếm tiền. Nhà mình có nhà là em. Trời ơi, cái nhà anh bún. Nhà mình có nhà là cái nhà anh bún tỏi nuôi em được bao lâu? Cái nhà anh bốn tỏi, ví dụ bây giờ đi cầm đi thuê đi cầm rồi bốn tỏi đó ăn được bao lâu? Quê thật, ôi quê. Em không có nói để cho anh như này như kia như nọ, em muốn anh hiểu được rằng đang sống trong cái môi trường mạng xã hội thì buộc phải bị cho nó tụi nó chửi. Những ngày đầu em cũng cố gắng em vùng lên, nhưng mà em cảm thấy em càng vùng lên thì càng tệ hơn chứ không có tốt lên được, nên thà mình vùng lên thì mình chấp nhận để cho nó chửi đi. Tại đã sai chứ, người ta mới nói câu là kiếm tiền bằng mạng xã hội rất dễ, nhưng phải chịu được áp lực của tụi nó chửi thì mới được kiếm tiền mạng xã hội, còn không thì ra bán cá bán rau. Nam Em nói cô chỉ muốn nói cho bạn trai hiểu, đúng sai không quan trọng, cô chỉ muốn cuộc sống của cô bình yên. Cô nói anh không tỉnh táo nên tắt like đi, lần nào anh nhậu vào cũng có vấn đề. Ủa anh ơi, em nói anh muốn gãi răng, em nói mỗi lưỡi mà anh không nghe. Bây giờ anh điên lên, anh lên mạng xã hội anh nói khùng nói điên. Rồi anh nói là em không chịu hiểu anh là sao má. Bây giờ khúc này tôi thấy cấn lắm, làm ơn má nói chuyện tỉnh táo đi. Còn mình biết mình xỉn vô mình mất bình tĩnh thì mình đừng có like. Tỉnh thì mình làm ầm ĩ lên đi, ngày mai nó lại có một cái trào lưu mới. Trời ơi, má muốn trào lưu nhưng mà tôi không muốn trào lưu, tôi muốn bình yên má ơi. Thế thì em nghĩ em nói có đúng không? Bây giờ đúng sao không quan trọng, tôi chỉ cần cuộc sống tôi bình yên thôi được không? Bình yên thì ai là cái người đang mong cuộc sống em bình yên? Nam Em chia sẻ cô chỉ đang nói thật lòng, không rảnh lên câu view, câu like tiêu cực. Hữu Cường lại nói rằng Nam Em không bao giờ câu like đâu mọi người, nhưng cô ấy thật quá, cô ấy sai. Cuối phiên like, Hữu Cường nói, hôm nay Nam Em đúng hết, tôi là người lợi dụng. Tôi mong mai báo chí hãy viết, Nam Em đã tỉnh táo biết rằng Hữu Cường lợi dụng. Đoạn video chỉ khoảng 20 phút đã thu hút hàng nghìn lượt xem. Nhiều khán giả bình luận rằng đây là lần Nam Em tỉnh táo nhất
đối đáp rất thông minh. Thương nam em, hồng nhan bạc phận, mong em tỉnh táo giải quyết mọi vấn đề.